mời tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Đuổi Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi. Có khi nào nó bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giái ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây đi, vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Dạ. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ. Thôi để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? À, dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Tao cái này dung kiếm không. Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Đâu phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi, trời ơi, số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi, 2001. Chết rồi, em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, má em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là má em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, anh, bình cha, tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn, mình té cho té theo à. Trời đất ơi, lôi mình thì nào nói mình dê. Hèn gái sát sát nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi. 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Cái này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. Ừ. 2000 em bỏ bao. Ừ. Bây giờ cho em thuê đi. Cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đi. Đừng có lo. Hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó đúng rồi. Anh nha. Lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết về tiền. Cái xài gì? Hạt xoàn. Hả? Hạt xoàn? Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt xoàn 5 ly. Trời đất ơi. Thọ khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp xoàn đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À cái lò. Trời. Trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Ông cũng làm như tôi lò luyện đơn á. Lò luyện ca sĩ. Ông gớm ông lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăng xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Cái động nghe thấy ghê quá không được. Thế là tự nhiên lăng xê mà không làm theo cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Trời mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu gì cũng được. Ờ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao?
Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăn xê đàng hoàng. Trời, có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt Vườn Quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ, sao nói vậy? Thế thì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Đừng, đừng có động. Bây giờ để mời chuyên gia. Em mời chuyên gia ra nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa bà số bao danh. Em muốn gặp chà trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Này tôi mất dù Welcome everyone, idol Vietnamese, thanh kiều, very much. Hay quá. Hay trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy nữa hả? Ừ. Rồi mẹ bảo hát quả mà hát tiếng Anh tới lỗ dịch không? À. Đây là nói chuyện với ông chú. Nói không coi. Anh biết tiếng Việt không? Ambulan bằng cá. Trời ơi. Cô này muốn lên. Tên thì nghe muốn bệnh. Mình có cách đưa lên không? Sơn phủ, chi bàn chù ba chi, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn trung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. Cái chiêu thức thứ nhất á. Dạ. Hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo sự tranh đan. Tạo sao? Cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm. Đúng. Nhưng mà không nổi. Đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo sự tranh đan. Sự tranh đan là sao? Mình phải tạo sự tranh đan. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giả thiệt cũng không được. À. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời, tự nhiên đàn bà đánh tả tơi cũng như là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Gan quá. Chứ sao? Vậy là không ngẫu về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Trời, Interpol. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ở đây tôi set up TV trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái nào? Đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Trời ơi, tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nữa. Sam sam si phản su si. Chứ từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À, nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha.
cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình xét của mình lên mạng. No. Me, okay. Him, ọc. Là gì? Ông nói hình ổng á tung lên mạng, ok. Hình tôi tung lên, người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ ông giải quyết gì mệt ghê. Em gái, chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình sách của anh lên trên mạng, mà tung hình sách của em lên trên mạng. Không được, tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ. Trời, như vậy bán mình sao? Anh nói cho em nghe, mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em á là thủ phạm, mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu, giải thích cho con nghĩa là cái vụ đánh ghen á, không phải là em giật chồng người ta, mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới, nhào tới, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em, em nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó. Chiêu thức thứ hai, cái vụ ma túy, dạ. Không phải đứt tay bỏ vào trong cái giỏ, mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô. Xong rồi em vô tình em xách em chạy, chạy qua cổng security nó kêu lên, xong rồi bullet ập tới. Rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn, em bị quan. Trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét không phải hình xét của em. Đó. Cái mặt của em, mà hình của con khác. Đó, vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó. Đó. Em xin anh nghe, đừng nha. Hiểu đừng chưa? Tất cả internet ngừng hoạt động. Rồi, bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi, nói như anh em mới yên tâm. Cha thì thiệt tình là nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ. À. Dạ. Mì mò. Thưa gia, muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết, làm ca sĩ không biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. Bốn giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát gì? Thử chuyên. Bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó, là em hát đó, là em phải có người bè em mới hát được. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đây bè nhỏ, đây bè lớn đi. Ok, bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Trời, có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm ôm đó. Trời ơi, ông ơi. Bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Ôi, Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em đang hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu. Vô. Hai đứa mắt bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh ghê ngất ngay kia, em bị gắt ngay ta chưa bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh, cho ta đi nhanh thì đi nhạc đi chạy. Ha ha ha.
em. Cái gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết. Nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Ừ. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy con quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Kêu hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Ừ. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để ta. Anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà cứ dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa bày đặt đồ đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quả. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn rồi nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Nha Hồ ơi em ôm vợ ông nội cha này, bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè, chùi nước giải đi kìa. Ở trên đây bản chất là bản chất không có giấu được cái nào trên trời. Không cứ nhanh. Hổ ơi, em là vợ của anh nè, anh còn nhớ em không hả Hổ? Về nè. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, trở về với em đi anh, quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Dạ. Quỳ lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả, chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình ai ngon bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hào gầy giọt lệ này có vì ai. Tình làm mây cho dòng sông mãi trôi, cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim tôi tan vỡ từ đây, bờ môi anh làm em quá ngày dài, đôi vai mềm chất chứa ngọt ngào, còn tình anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm, trái tim hoang đường, nỗi đau ngậm ngùi, ôi cương mê dày tâm. Trăng em vẫn yêu hoài, yêu mãi không phải lời nói yêu ai. Đến nay chưa phải chưa nhạc thì có lẽ nào em dội sớm. Là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh, đừng buồn em chi dần em chi trách em chi. Chứ phải tại em là người tạm sang phụ khổ tay đổ qua hồng dậy đổ qua lan. Hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói xin yêu cho em chứ dần đêm buồn. Em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này, ta không tin khi tôi đừng lưu lên mũi ban đầu tình ta nhân đây sợ.
bên nhau mà chỉ nói lời biệt ly, ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ. Hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa, cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình. Anh ơi con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương, chỉ mình tôi xót xa đơn đau. Anh ơi anh ở đâu cô ơi ân cô, tuy chung kiếp này đành lùi hẹn không mong gì số một đòn viên quan khiên, cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng. Lòng em như môi xa kim châm tới bời tôi theo môi đường chạy trôi quanh cô, cho tôi thêm rõ mặt một con người dạng hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông. Tôi đủ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông ơi chỉ tại tuổi dài tuổi ngô nên bây giờ đau khổ. Ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì, duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàn tôi như một giấc chim bao. Ai ơi non non biết càng gì đâu, lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Thôi anh đừng nói nữa làm gì. Nín nên đi anh lê đâm vai rồi buồn thương nữa chi. Về đi kẹo người ta chờ, kẹo người ta trông kìa một chuyến xe. Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày. Tổ tổ mày, cái này chết nè. Khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào, khiên nó vào. Mày vô cho mày biết tao, tao giết. Mày làm như heo, mẹ bà nè. Tao nghĩ đi, tao giết mày. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đi tao, mày chết nè. Ôi, nó hát mà hát nóng trong người vậy đó. Cái sự chuyện lạnh quá vậy ta. Trời ơi, sao mày người nào vậy? Mày quanh nó cho tao, quanh nó mau mau, đúng rồi, đánh đổ mau đi. Trời ơi, nó xe tòng miếng hả mà xe hai miếng. Trời ơi tức quá. Anh ơi có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi. Có ai trong nhà không cho em hỏi thăm tí. Dạ em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Ồ, thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy, chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực, không là mực thế kia. Anh ơi, đây đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô. Thì giống chưa? Che lại này chút. Có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng, em chào anh Cọp Giang. Chào cô. Vâng. Cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. Cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây. Đây, số cô đây. Vâng, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi thôi à. Có hai người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi, em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con.
9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lòng tong mà đẻ dữ quá. Ô, anh buồn cười nhỉ, cá lòng tong nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoài lệ như con cá lòng tong. À, thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. À. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? À. Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị ấy bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. À. Thế em không cắt, em bảo no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Cô... Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn nào. Lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái đó nè. Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. À. Không có. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ, dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì hả anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả về con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. À dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ, không có. Không dám, dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không trồng thì lấy cái gì anh sơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu, em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi bây giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chấm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh thì xưa bày nay bắt trước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹp mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá.
tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua bảo tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì? Cô cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Giờ cô hát thể loại thứ hai đi, nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải, em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Ê, thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát cô có diễn không? Có chứ ạ. À. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng nó diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. À. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. À, music. Vâng. Anh hỏi đôi câu chuyện lòng, xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa? Em ơi, anh xin được làm quen nhá. Thôi đi, anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau, nhớ nhá. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng, lòng anh tê tái khi em hững hờ. Nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nòng cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nòng. Em ơi, dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn trọn đời thủy chung. Người hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bài nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gớm mày tổ chức hôm nay, tao tưởng đâu hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Chúng kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền, mày đặt tổ chức
miệt vương với trả miệt ruộng, rách việc bà phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao? Hết gặp con khùng là gặp con tỉnh. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi, ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Sao vậy? Trời ơi, tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á, để bạc bạc tôi nằm luôn không ơi. Sao nãy tao nghe nó la ông sợ ông trọng nó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông đâu mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày nào bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa dối gian. Trong lòng em luôn thứ ta, nhưng đời không tha thứ anh. Trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình Gia Đình Nghiệp Vườn có đây tuyên bố giải tán. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng, chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng nữa nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây. Hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây, mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Mày chết đi chứ. Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chi cát. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày đi mày im cái miệng mày mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình. Bây giờ đứng đây hẹn rồi rủi đất nó sạt lở. Chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở rồi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh đó. Trời ơi, hết hồn. Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá ha. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur.
Môn sư hả? Môn sư đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Tôi có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây là ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Không, sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xin đạo. Ngồi xuống đi. Này. Ừ. Vậy mày chắc cha tao à. Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kỹ vậy. Giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Ừ, được. Để rồi. Tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Ừ. Đi đâu kia mày? Đi vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Gì vậy? Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Nó bụi con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Làm từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu, nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Hả? Ngồi đi. Ngồi nữa không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sự. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ, hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần, hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục rùi của ông, mệt quá à. Liên quan tới mục rùi của tôi? Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài, mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu, hiểu không? Bởi vậy khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi, ông thọc huyết heo mà ông nói trung tâm truyền máu đi học, trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái một lùi ổng. Thôi đụng chạm đây nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo và cái nghề sát sinh mà tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại.
đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi, có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hùng 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 hùng. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm. Cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quất ổ bánh mì thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa. Kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh thám xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Cái mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó. Tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông lậu nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ, mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Rồi nghe rồi. Bây giờ sạt lở, bây giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng chào. Hút rác mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen rồi, nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có một bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Rồi rồi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Lúc 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. Rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Cái gì trốt quớt vậy?
ông thất chí, ông buồn bị mất của mà buồn quá rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm, cúm gà chết queo. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. À, đúng rồi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát. Bà Thủy, tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như gì? Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ủa? Ngang 1 mét. Dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ à? Đất đâu mà kỳ của ngang mét thì dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất này: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, mà cái thứ hút cát mất dài á, hút cát lậu là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm hả? Đâm ai hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có thì tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm ba tôi ba gì hả? Ông là cái thứ đồ cái thứ vô duyên có cái mục rùi thay phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Đâm ông, đâm ông. Đây 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. Ai, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Mấy hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết đó, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Cái gì ông sơ bằng người lớn tuổi. Thôi cái gì để người ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết. Cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua sát của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét miệng nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi mà. Tập trung vào chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Dạ, giờ dạ, cái dạ. Chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu biết chưa? Mắc mới dùng lãnh trách nhiệm. Đâu nó có cho phải công bằng. Bà có cái ghe làm gì cho được nhà. Tiêu chuẩn nó có ghe rồi. Bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Nó cũng sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè con bé Ba nè. Đây nè con bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, con bé Ba này vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Anh biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha, rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4 giờ rưỡi nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái. 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì?
cháu kêu ổng bằng chú rượu á. À, thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp, bỏ qua cái chuyện đó. Rồi, à. Ở cái nhà. Bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện mà giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông quà vô. Nóng dầu mà. Dạ sếp. Cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dai. À, tại bà đó mà khai tùm lum mới không được hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời quà, ơi, ơi, mày đập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây đây. Ôi ôi, cái gì bự chảng hả trời? Cái này cái quà gì này? Này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Thôi ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua bà vài bữa. Hey, thôi để đây được rồi. Xây qua sếp, nặng quá. Xây qua bên kia. Mày cái gì mà yếu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Bậy. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Vì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi. Đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. À, nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện ha, bà đem xuống ghe bà để. Yeah, bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi gì? Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cuốn sổ của tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Phương. Dạ. Rồi, nhấn nó một cái coi nó ra làm sao, nó massage làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ông ngủ ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi. Gì vậy? Xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê là chưa cắm điện mà lấy gì lên? Tôi thử anh thôi. Vậy? Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sẽ trông ngân quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, à. Xài lâu, à. Nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. À, đúng. Bây rồi. Giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng, cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà Tiên Dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao?
cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái, sái. Quá hợp lý như vậy là mà sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Rồi. Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây đi biết bao nhiêu thành phần. Đây nè. Tí. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó dành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình. Thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá mà hả? Sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. À. Ừ. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kín luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà cũng bà. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới thải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy nha, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đó. Mất toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì tôi giúp trong nhà trước mới ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thôi, tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đức. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ, một cái gối đặc biệt, có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có này kìa. Món quà của sếp. Ừ. Cái đó là gì gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi khỏi coi sổ. Thôi lấy. Đây là cái món quà rất là thực tế. Bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Khổ dữ vậy. Ghê luôn rồi, còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi nói thiệt, ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên, ông thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ, mày bấm một cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm cái coi. Trời đất cơn nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó có lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết ông nội? Dạ mắc nết không mà. Ông nín đi. Bước xuống. Nghe không? Có lỗ tai không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Đó coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thấy. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời ông xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ lên với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó.
Oh, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi, dòm xa xa tưởng Hồ Văn Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này đâu bà ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tay hết trơn rồng. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà ông tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này đâu mà mày có mày đưa nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ, bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mà lấy đồ của gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á, sếp. Mà bị tai nạn chết người. Nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi. Nên mới cho bả đó. Trời ơi, mày hết chuyện rồi. Trời đất. Mày lấy đồ của một con gái tao mày bị tần. Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài, đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá không. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tụi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Tụi kéo xuống nè. Kéo ở xuống ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu anh. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái máy chụp hình lên chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chậm, để chậm. Cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, đẹp rồi đó, đó. À. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chốt, chưa ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao? Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, quan trọng là hiện kim. Hiện kim. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn. Cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Lên. Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Sao có tờ gì trong đây có 10 đô. Sao nó coi có bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rước hai cô hồn này. Trời đất ơi, nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi rồi bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Thôi bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên... bên còn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi, đừng có nói nhiều, đi. Ờ, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ, ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe, mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ, chứ trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi cái ghế này đã quá. Rồi đi tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, kim tiện vô.
Rồi lấy ghế về. Xuống. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi qua đi. Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Cho từ thiện rồi mà làm gì xuống? Cho cái này cho mà không ông cho không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Có... Đi xuống đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói. Ghế còn tốt. À. Đem gì? Dạ. Anh mà từ ba từ thiện mà từ đất tới. Không phải của ông đâu em. Từ đất tới. Sạc lỡ nữa rồi. Sạc lỡ nữa rồi. Có sao sếp? Cái gì? Bơ người ta nó sạc lỡ. Bơ người ta sạc lỡ. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe chứ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ. Yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi á. Yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa á. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, nghe không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà yeah. Đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọt dưa là sọt dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng một cặp à. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sống gà đấy. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể é cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Có phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì.
mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi, cặp giò này đúng là trứng gà nồi ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông che tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông che tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phố đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút đêm anh ngỡ tròn kiếp anh vượt sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trôi hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trôi rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trôi mà tôi trăng trôi. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ gì hết trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, vậy nghe nói nè, cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây, đây. À, em ở đây, đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có, em không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai á? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không, tôi phải có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ Trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À, em coi đi.
Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn, sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. Rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tao lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Lên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tinh gì la. Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tinh rồi, mất tinh. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất tinh là mất em tinh tinh em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có gì mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Là gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tai tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi.
Ông không nghe à? Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa xếp mãi không phải tàn. Đừng nghe chim du tai tìm hư áo, không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Chờ một ngày qua ông sớm đéo vui, ta đừng về vang bóng đơn đời buồn. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước ngọc xuyên là bình tĩnh chuyện trăm năm. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước ngọc xuyên là bình tĩnh chuyện trăm năm. Yeah.